này mà dưa sống ở đây mấy quả này nhá. Vâng. Cân này. Một cân 10.000 quá. Dạ cô ăn thử đi. Nó như cái dưa chuột đúng không? Cô ăn thử miếng đi. Bố bé thì bố to ai ăn được. Đây cháu bổ nhỏ ra mà. Bổ nhỏ ra tính ăn. Sáng, cái này sáng nay cháu mới vặn. Cái quả này cũng thế à? Vâng. Một loại, một loại à? Vâng, một loại cả. Cái này chín. Cái này nó đấy. Rồi đã chị cô dưới này á. Mềm là ngon này. À, sâu. Nhưng mà bọn nó hay là bọn nó làm cắn nhỉ hay nhỉ? Quả này chín không chị? Chín chưa? Đây quả này chín này. Ui, quả này quá nhiều. Đây cứ chọn. Mua dưa này, dưa ngon này. Hai quả hả? Thế để em mượn cân nhá. Em mượn cân. Cô chọn đi cô. 10.000 một cân cô ạ. Cô lấy quả vàng này á? À đây thì đây để cháu mượn cân. Cô ơi cho cháu mượn cái cân, cháu cân dưa nhá. Không, cháu là nếu mà cháu cũng thế thì cháu là cũng này. À cháu đâu cốt này, chả cần túi đâu. 1 cân 2, cháu lấy 1 cân 10.000 cô ạ. Thế hay bảo, 10.000. Vâng, rất chuẩn trên núi, nó trồng nó cũng tốt ạ. Đây mình cứ trồng ra đấy, mình đủ cỏ đấy mà. Đây nhá, mua tớ trẻ trai này là phải mua hơn trẻ rồi nhá. Có cả rau nhau ăn theo à? Vâng, rau đi rừng. Nó có cả đi giết người. Bao nhiêu nhỉ? 1.000. Có túi chưa? Có túi. Có túi rồi cô ạ. Sao có túi nè. À của chị à? 15.000. Cô lấy đi cô. Ăn thử đi con. Con cháu bổ một quả cái trời từ cháu sắp này ra ra ngoài là cháu bổ nó cho con ăn thử. Cô lấy.
bở đâu cô ạ. Ăn được không? Ăn được, quả chín ngon lắm. Bán cân bao nhiêu? Cân 10.000 nhé. Quả nào cũng ăn được. Đưa ăn đi. Vài cân đường còn nữa. Cho chín đường. Nó bán này lên đấy em làm nhé. 25.000. Đấy chị là chị thủ đi. Xin nha. Không ngon. Thế nào đâu? Để mét bé bé đi nhé. Anh ơi cho xin ạ. Không biết là chín bở ra mình cho lấn đường được không? Nhưng mà mỗi cái loại mà ngoài kia nó lấy bở. Lấy quả mềm đi bà. Quả mềm chín là một. Nhưng mà quả này là chín, quả này thơm lắm. Đấy, đúng rồi, bà chọn kéo đi. Không, quả bé thôi. Lấy quả bé ra. Bà chọn thêm đi. Bà chọn thêm đi. Thank you.
quả này màu như kiểu là quả màu quả lấy đây quả lại cơ hội hơn một tí to mà đấy là nó không sâu ở trong nó cũng thối lắm không bảo ở trong được ôi sẽ bán hết rồi.
Rồi, cháu chào bác nhé, cháu đi về trước đây. Sao không có? Hàng này hàng tổng hợp có hết chứ. Cái này mua cửa tủ đâu về này. Cái này nó sạch hơn nhỉ. Cái này mát hơn á. Cái này bao tiền đấy? 6 quá. Có mạng luôn không? Sài Gòn được một trai một gái về đến nhà đây. Ôi, ở nhà không được lùa gà đâu nhá, thấy chưa? Thì anh nuôi anh còn làm giống ít nữa nó còn đẻ trứng ra đấy, đẻ trứng ra nó còn sinh sản ra đấy, không được lùa gà đâu biết chưa? Lùa gà là anh hư là anh đánh vào đít đi nhá. Thôi nằm đây để anh đi mở cửa anh lấy cơm cho mà ăn.